Điều mà mình yêu thích nhất khi đứng ở trong căn bếp của mình thì đến tận bây giờ nó vẫn là một cái thế giới rất là riêng của mình, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Và sống ở trong căn bếp đấy thì mình luôn luôn được sống với cái tâm trạng, với cái con người, với cái tính cách của chính mình. Trước đây thì mình từng là một biên tập viên, một họa sĩ, là một nhà báo. Và chỉ đến khi mà tất cả mọi thứ đều đã ổn định sau 30 tuổi thì mình mới chợt phát hiện ra là cái sở thích, cái đam mê và cái việc mà mình có thể làm mỗi ngày lại là cái công việc ở trong bếp, là công việc nấu ăn. Lúc đó là lúc người Việt Nam cũng bắt đầu biết đến một cái công việc, một cái nghề mà trên thế giới cũng còn là rất mới mẻ, đó là nghề food blogger, tức là người chia sẻ ẩm thực ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên đối với mình vào thời điểm đấy thì rất khó khăn. Lúc đó mình đã có công việc, đã có gia đình rồi, mình phải quay lại và làm lại từ con số 0. Hàng ngày thì mình đến studio thực hiện những cái công việc liên quan đến ẩm thực hoặc không liên quan đến ẩm thực mà thường nhiều người theo dõi sẽ thấy rất là thú vị, như là bọn mình có một khu vườn và đây là nơi mà mình trồng tất cả loại cây mà mình yêu thích, thử nghiệm như là rau gia vị, các loại hoa, các loại quả. Và đây là một nơi mà mình nghĩ rằng là nó là một cái nguồn cảm hứng vô tận để cho chúng mình làm việc mỗi ngày. Cội rễ của món ăn, cội rễ của ẩm thực đến từ nguyên liệu. Chúng mình muốn đặt vị trí của chúng mình vào những người làm ra những cái nguyên liệu hàng ngày đấy để hiểu hơn về những thứ mà mình sử dụng làm món ăn. Mình thường xuyên phải có những cái ghi chép về mùi vị những loại cây mình dùng, mình trồng theo năm, theo mùa để hiểu được rằng là mỗi mùa những loại cây này cùng là một loại cây lại có những cái đặc điểm khác nhau. Mình thường vẽ lại chúng, ghi chép lại hình dáng, màu sắc và ghi chép lại mùi vị của từng loại cây. Và đấy chính là cái công việc mà mình nghiên cứu hàng ngày. Mình theo dõi Phan Anh cũng như trang Isip Kitchen và gần đây nhất là kênh YouTube của bạn ý được 3 năm nay. Để nói về Phan Anh ấy, mình có dành tặng bạn ấy 3 từ. Thứ nhất là sáng tạo như một nhà khoa học và một nghệ sĩ. Thứ hai, bạn ấy rất là vui vẻ. Thứ ba là truyền cảm hứng. Việc nấu ăn ban đầu đối với mình thì đúng là một cuộc dạo chơi. Tuy nhiên khi biến nó trở thành một nghề nghiệp, một công việc hàng ngày thì cái cuộc phiêu lưu đấy nó mang tính chất mạo hiểm nhiều hơn. Có nhiều những cái khó khăn không khác gì những cái công việc mà trước đây mình làm một nhà báo. Nó cũng rất là vất vả và cần nhiều cái sự kiên trì tỉ mẩn, hệt như trước đây mình là một người họa sĩ. Thì cái công việc này có một điều mà mình yêu thích nhất, đó chính là sự sáng tạo mỗi ngày. Là một người nghệ sĩ thì mình sẽ coi cái ẩm thực này giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên mình cũng muốn nhìn nhận nó dưới cái góc nhìn của một nhà khoa học, để coi nó là một cái công việc nghiên cứu dưới cái ngành khoa học dinh dưỡng, để làm sao không những cái món ăn mình chia sẻ với mọi người nó đẹp, nó thú vị, nó đem lại nhiều cảm xúc, mà nó lại còn đem lại những cái dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của con người nữa. Mình bắt đầu viết blog và chia sẻ về ẩm thực từ năm 2009, đến nay đã được 9 năm rồi. Tuy nhiên thì bắt đầu chính thức trở thành một food blogger chuyên nghiệp thì là dấu ấn cách đây 3 năm. Đến bây giờ thì mình đã xuất bản được một số những cuốn sách về ẩm thực. Cuốn sách gần đây nhất của mình là một cuốn sách nấu ăn dành cho trẻ em, có tên là cuốn sách 80 ngày ăn khắp thế giới. Đây là cuốn sách nấu ăn và phiêu lưu đầu tiên dành cho trẻ em Việt Nam. Cái cuốn sách 80 ngày ăn khắp thế giới mà chúng tôi làm với cả Phan Anh ấy, thì cô ấy trước đây cô là một họa sĩ, cho nên là trong cái cuốn sách này thì thức ăn, đồ uống thì nó được trưng bày rất là đẹp đẽ và nó chỉnh chu đến một mức tối đa. Ở trong đó thì tôi thấy là nó ngoài cái việc là một cái cuốn sách kỹ năng cho các bé, thì nó còn có cả ở trong đấy cái tình yêu thương của một người mẹ muốn truyền đến cho các con.
tôi nghĩ rằng là không có một cái thời điểm nào là muộn để theo đuổi cái đam mê của mình cả. Và tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng là mỗi người phụ nữ thì đâu đó đều đang phải gói ghém lại cái đam mê của mình. Thì tôi mong rằng là mỗi người phụ nữ nên dành cái thời gian cho bản thân mình, cho cái đam mê và cho những cái điều mình yêu thích. Không bao giờ là quá muộn.